Cái xong rồi tối ngủ hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà hai vợ chồng vô ngủ, cái em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với. Các ba người ngủ chung, xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với, rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Ông làm cái gì vậy? Dạ. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạo này ít rồi ha chồng. Dạo này tuần chắc 2 lần, 3 lần. Vợ em giờ thì hay trốn lắm anh. Hết thích rồi. Mỗi lần lâm trận là hô đau bụng hả? Chắc bị gì nữa. Tới lúc mà gần chuẩn bị nha, em nói vậy, hôm nay mình làm việc nghe chồng là tối em dắt ăn đồ bổ vô nha. Xong rồi tối cái tắm rửa màu đẹp, cái chuẩn bị cái anh ơi em đau bụng của anh chở em chút. Một tiếng đồng hồ đi ra chồng em ngủ mất tiêu. Mà ngày nào cũng vậy chứ, không biết bị gì nữa.